Kind of tensor T-verb is called a single tensor T-verb. What is a single tensor T-verb? A single tensor T-verb take only one object. That is called a direct object. Nhưng single tensor T-verb nó cái giá sắp sạc cam bộ phê tì mũi cứ chi bộ phê để trời ca cam bộ bọt tại mũi nè, trời ca cam bộ bọt tại mũi cực nâng kia ở chung mũi thác chỉ single tensor T-verb. So this is the form of single tensor T-verb. Subject, transitive verb, and then direct object. Yeah, this is the form. So single transitive verb must have the form. Example, she opens the door. Okay, she is the subject, open is a verb, and the door is a noun that function as an object. Yeah, chứng. She ni chỉ bật thiên này. Hay open ni cứ chỉ cái gì sao? Mà này, ta cái gì sao bật hết ấy. Dương mưa mới dương đặt she opened the day bán ấy. She opens niêm bạc ấy nè đặt bật bán này mà dương mới đó prap cái thằng she opens niêm bạc đặt bật bán này nè cái đặt mà cái nhò được với nhau đúng không? Khi trước bạc ấy đặt màu đặt niêm mũi để đau túi chỉ cầm một bớt rồi bớt cái để sập bạc nặng màu ok chứ she opened the door she opened the window she opens the book có nhé niêm bạc thuyền niêm bạc bông uội niêm bạc xếp phở.